Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 26 tháng 3 năm 2020. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để tăng nguồn cung, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn như CP Việt Nam, Dabaco Việt Nam và Zaffa đã tăng số lượng tổng đàn từ 5 đến 15%. Và trong đó có nhiều địa phương đã nuôi tái đàn thành công như ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Định, v.v. Và đặc biệt tại thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai thì các trang trại của các doanh nghiệp đang tái đàn rất là thuận lợi. Và sau gần 2 tháng chưa có trang trại nào phát sinh dịch tả lợn châu Phi. Và theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, và trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi đang rất phức tạp như hiện nay thì tái đàn được xem là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao sản lượng thịt trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo nhiều người chăn nuôi ở tỉnh Đồng Nai cho biết, giá heo giống hiện nay đã tăng gấp đôi, thậm chí tăng gấp 3 so với thời điểm trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Và mua được con heo giống tốt cũng rất là khó khăn. Và hầu như heo giống hiện nay chủ yếu là heo từ các doanh nghiệp, các trang trại lớn. Và các doanh nghiệp này thì rất là ít bán ra thị trường, bởi họ giữ lại giống để nuôi, phục vụ cho doanh nghiệp của họ. Và điều này khiến cho công tác tái đàn của người dân gặp rất là nhiều khó khăn, và nhiều khi là có tiền cũng không mua được heo giống tốt. Theo nhiều hộ chăn nuôi cho biết, để hỗ trợ dân tái đàn thuận lợi thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần xem xét đề xuất chính phủ ban hành các chính sách ưu đãi như là thuế, cung cấp vốn không lãi hoặc là lãi suất thấp, giãn nợ cho người chăn nuôi thuận lợi để tái đàn. Và đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có chính sách phân phối giữa các doanh nghiệp liên quan như là doanh nghiệp sản xuất thức ăn, doanh nghiệp thu mua, giết mổ và các nhà hàng bán thực phẩm để góp phần hạ giá thành thịt lợn, giảm bớt chi phí cho khâu trung gian. Và trong ngày 26 tháng 3, giá hơi ở các địa phương trên phạm vi cả nước hầu như là vẫn giữ mức ổn định. Sau một ngày giảm giá thì giá hơi thị trường miền Nam hầu như là vẫn đang giữ nguyên như ngày hôm qua. Đối với giá hơi tại thị trường miền Nam trong ngày hôm nay theo ghi nhận vẫn đang dao động ở mức giá 77 đến 78.000 đồng 1 kg. Cụ thể như một số địa phương mà có mức giá khá là cao như là Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, các địa phương này tuy là không còn có mốc 80.000 đồng 1 kg nữa nhưng đang cũng có mức giá khá là cao, dao động 77 đến 79.000 đồng 1 kg. Và đặc biệt như Cần Thơ dao động 77.000 đồng. Bến Tre hiện nay nhiều hộ chăn nuôi báo giá phổ biến là 78.000 đồng 1 kg, trong khi đó Hậu Giang dao động 79.000 đồng 1 kg. Long An dao động 75.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp dao động 76.000 đồng 1 kg. Một số địa phương như là Bạc Liêu dao động 77.000 đồng, An Giang dao động 77 đến 78.000 đồng 1 kg. Tiền Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng đều đang dao động mức giá 77 đến 78.000 đồng 1 kg. Cà Mau dao động 75.000 đồng 1 kg. Các tỉnh ở khu vực phía Nam, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ, theo ghi nhận trong ngày hôm nay thì hầu như không còn tỉnh nào còn có mức giá 80.000 đồng và trên 80.000 đồng như những ngày trước đó nữa. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay giá hơi khá là cao, vẫn đang dao động mức giá 76 đến 81.000 đồng một kg. Theo ghi nhận ở tỉnh Đồng Nai, cái mức giá phổ biến nhất là dao động 78 đến 79.000 đồng một kg. Tuy nhiên đối với heo đẹp mà nhiều hộ chăn nuôi gọi là heo đẹp không tì vết thì vẫn có thể bán được với mức giá dao động 80 đến 81.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh dao động 77 đến 80.000 đồng một kg. Các tỉnh như Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu dao động 78 đến 80.000 đồng một kg. Bình Dương dao động 76 đến 78.000 đồng, trong khi đó Tây Ninh dao động 77 đến 78.000 đồng một kg. Và theo ghi nhận trong chiều ngày 25 tháng 3, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương hiện nay vẫn đang dao động mức giá phổ biến là 77 đến 78.000 đồng. Đối với huyện Châu Đức của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ có giá 78.000 đồng một kg, thì bạn có thể tham khảo một số huyện của các tỉnh này. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, ghi nhận có tỉnh Đắk Lắk là địa bàn lại có xu hướng giảm so với ngày hôm qua. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk chỉ dao động khoảng 77 đến 78.000 đồng một kg. Đắk Nông dao động mức giá 76 đến 77.000 đồng. Gia Lai dao động 77 đến 79.000 đồng một kg. Tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai lên đến 80.000 đồng một kg, thì các bạn có thể tham khảo đối với huyện này, huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Con Tum dao động 78 đến 81.000 đồng một kg, trong khi đó Lâm Đồng vẫn đang ổn định mức giá dao động 80 đến 83.000 đồng một kg. Đó là đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên hiện nay vẫn đang dao động 76 đến 83.000 đồng đối với dòng heo siêu.
Tuy nhiên dòng heo nhỡ ở khu vực Tây Nguyên giá khá là thấp. Cụ thể như ở tỉnh Đắk Nông, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Cư Rút của tỉnh Đắk Nông ấy, dòng heo áp siêu và dòng heo nhỡ chỉ dao động khoảng 72 đến 73 nghìn đồng một kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ, trong ngày hôm nay ghi nhận Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn là địa bàn có mức giá cao. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở Quảng Nam dao động 83 đến 85 nghìn đồng một kg, đặc biệt ở huyện miền núi như là núi Thành, Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam. Ở Quảng Ngãi dao động mức giá 78 đến 80 nghìn đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, trong chiều ngày 25 tháng 3 thì một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Trà Bồng của tỉnh Quảng Ngãi lên đến 81 nghìn đồng một kg đối với heo đẹp. Bình Định dao động mức giá 78 đến 80 nghìn đồng. Các tỉnh như Phú Yên, Khánh Hòa dao động trên dưới 79 đến 80 nghìn đồng một kg. Và đối với tỉnh này thì hầu như cũng không có sự thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Và theo ghi nhận ở huyện Diên Khánh và Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa vẫn đang có mức giá ổn định như vậy, 79 đến 80 đối với dòng heo siêu. Và dòng heo áp siêu theo ghi nhận ở huyện Diên Khánh thì chỉ dao động khoảng 74 đến 75 nghìn đồng một kg. Các thương lái chỉ trả mức giá như vậy đối với dòng heo áp siêu. Ninh Thuận dao động mức giá 76 đến 77 nghìn đồng. Tuy nhiên theo ghi nhận ở tỉnh Bình Thuận lại có xu hướng tăng so với ngày hôm qua và hiện nay nhiều hộ chăn nuôi báo giá lên đến 78 nghìn đồng một kg và huyện Tánh Linh báo giá lên đến 80 nghìn đồng một kg đối với tỉnh Bình Thuận. Tuy là đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ này, nhiều hộ chăn nuôi báo là không còn heo ở trong dân nữa và heo chủ yếu là tập trung ở các trang trại lớn. Tuy nhiên thì giá heo vẫn không có xu hướng tăng như là những đợt tăng giá trước, bởi Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị là yêu cầu các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn giảm giá heo hơi xuống mốc 60.000 đồng một kg. Chính vì vậy mà nó cũng tác động đến giá heo hơi ở trong dân và ở trên các địa bàn trên phạm vi cả nước. Còn đối với tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ, trong ngày hôm nay ghi nhận Thanh Hóa lại có xu hướng giảm các bạn ạ. Theo ghi nhận ở huyện Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Hoàng Hóa của tỉnh Thanh Hóa, hiện nay giá heo hơi chỉ phổ biến dao động 77 đến 80 nghìn đồng một kg. Tuy nhiên đối với heo ở các huyện miền núi thì lại có giá cao hơn. Theo ghi nhận ở huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, huyện Bá Thước, giá heo hơi lại dao động 80 đến 83 nghìn đồng một kg đối với dòng heo đẹp. Còn đối với dòng heo nhỡ và heo áp siêu ở các huyện này chỉ dao động khoảng 75 đến 78 nghìn đồng một kg. Nghệ An hiện nay đang dao động mức giá 80 đến 82, đây là mức giá rất là cao so với cái thời điểm hiện nay. Nếu bán ra thì người dân có lãi rất là lớn. Và theo nhiều hộ chăn nuôi ở huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An tính toán rằng nếu mà một con heo với trọng lượng khoảng 100kg thì người dân bán ra trong thời điểm này vẫn còn lãi khoảng 3 triệu đồng trên một con. Tỉnh Hà Tĩnh dao động mức giá 78 đến 81 nghìn đồng một kg. Đối với Quảng Bình dao động 79 nghìn đồng, đối với tỉnh Quảng Trị dao động 78 đến 79 nghìn đồng một kg. Thừa Thiên Huế thì vẫn đang dao động mức giá 77 đến 79 nghìn đồng một kg. Đà Nẵng dao động trên dưới 78 nghìn đồng một kg và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Đó là ghi nhận giá hơi ở các tỉnh thuộc khu miền Trung và Tây Nguyên. Cũng có xu hướng giảm ở một số địa bàn. Tuy nhiên thì giá hơi vẫn đang rất là cao. Và theo ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, giá hơi vẫn đang giữ mức giá rất là cao. Hầu hết các tỉnh này đều đang trên dưới 80.000 đồng một kg, nhưng có xu hướng giảm ở một số tỉnh. Theo ghi nhận hiện nay Hà Nội chỉ còn dao động khoảng 80 đến 82.000 đồng một kg. Và trong chiều ngày 25 tháng 3 thì nhiều hộ chăn nuôi báo giá huyện Đan Phượng của huyện ngoại thành của thành phố Hà Nội chỉ dao động khoảng 80.000 đồng một kg. Hải Dương dao động 81 đến 83.000 đồng. Hải Phòng dao động 80 đến 82.000 đồng một kg. Tỉnh Hưng Yên dao động 81 đến 83.000 đồng một kg và theo ghi nhận ở huyện Khoái Châu và huyện Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 80.000 đồng đối với dòng heo siêu, còn đối với dòng heo áp siêu chỉ báo giá khoảng 77 đến 78.000 đồng một kg, cũng khá là thấp so với cái mặt bằng chung ở thị trường phía Nam. Bởi Hưng Yên là địa bàn mà nuôi rất là nhiều heo trong mấy năm qua. Tỉnh Vĩnh Phúc dao động mức giá 80 đến 82.000 đồng. Bắc Ninh dao động 81.000 đồng một kg. Nam Định dao động 82.000 đồng, Ninh Bình dao động 82 đến 83.000 đồng. Hà Nam hiện nay cũng chỉ còn dao động khoảng 82.000 đồng một kg. Theo ghi nhận ở huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam thì nhiều hộ chăn nuôi báo giá dao động 81 đến 82.000 đồng một kg.
Thái Bình dao động 82 đến 83 nghìn đồng. Đó là đối với giá heo hơi thuộc các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng khá là cao, hầu hết là đều ở mức giá trên từ 80 đến 83 nghìn đồng một kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Đông Bắc như Thái Nguyên vẫn đang dao động mức giá 80 đến 81 nghìn đồng một kg. Trong ngày hôm qua thì nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên lên đến 83 nghìn đồng. Tuy nhiên thì hiện nay giá hơi đang có xu hướng giảm ở tỉnh này. Phú Thọ dao động mức giá 79 đến 81 nghìn đồng một kg. Tuy nhiên cũng đơn cử ở huyện Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ ấy, thì trong chiều ngày 25 tháng 3 nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá 77 nghìn đồng một kg. Bắc Cạn dao động 80 đến 83 nghìn đồng. Đối với tỉnh Tuyên Quang dao động 82 đến 83 nghìn đồng một kg. Quảng Ninh dao động 81 đến 83 nghìn đồng. Lạng Sơn dao động 82 đến 84 nghìn đồng một kg. Các địa bàn mà có mức giá cao như Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang dao động 82 đến 85 nghìn đồng một kg. Theo ghi nhận thì tỉnh Hà Giang lại có xu hướng giảm trong chiều ngày 25 tháng 3. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá hiện nay tỉnh Hà Giang chỉ còn dao động khoảng 80 đến 83 nghìn đồng một kg. Trong khi đó thì trong ngày hôm qua một số huyện của Hà Giang lên đến 85 nghìn đồng một kg. Còn đối với tỉnh Cao Bằng vẫn đang ổn định mức giá 82 đến 85 nghìn đồng. Riêng đối với các tỉnh ở khu vực miền núi, khu vực Đông Bắc ấy, nhiều hộ chăn nuôi báo giá lợn đen ở bảng thì bán với mức giá rất là cao, lên đến 93 nghìn đồng một kg. Tuy nhiên cái số lượng khá là ít khi mà lùng mua được dòng lợn này. Còn đối với các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, dòng heo nuôi theo hình thức công nghiệp ở các trang trại đang phổ biến mức giá dao động 80 đến 84 nghìn đồng một kg. Như Sơn La dao động 82 đến 84 nghìn đồng. Các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên dao động 80 đến 83 nghìn đồng một kg. Trong khi đó Hòa Bình nhiều hộ chăn nuôi vẫn báo giá dao động 82 đến 85 nghìn đồng một kg. Đó là thông tin về giá hơi trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2020. Và mình sẽ tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn giá hơi của tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước trong những đợt báo giá tiếp theo. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.